Bên kia 8 năm không có bằng trai. Bằng mấy năm rồi? Em tới mười mấy năm. Mời bạn trai. Chào bạn. Xin chào Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả. Chào với Cát Tường ạ. Mời bạn ngồi. Dạ, em tên là Mẫn Trân. Em đang làm thủ kho ở siêu thị điện máy dưới quận 6 anh. Mẫn Trân. Dạ đúng rồi. Trân Châu á hả bạn? Trân Châu á chị. Trân nó nhìn Trân Trân á. Trân bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 29 chị. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào quý anh Nguyễn Linh bên kia ạ. Dạ. Chào bạn. Dạ và chào bạn chơi luôn. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Liên, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Mantico. Nhưng mà hiện tại em đang học vào buổi tối. Có thể là cái lý do mà ế cho nên làm cho em phải tìm một cái gì đó để giết thời gian. Nhưng mà nếu bây giờ có hẹn hò thì thời gian đâu để hẹn hò? Dạ em nghĩ là chắc em phải nghỉ học. Trời đất ơi, dễ thương quá. Vậy là bây giờ nếu mà có đối tượng hẹn hò là nghỉ học. Dạ. Bạn ở một mình bao lâu rồi? Hơn 8 năm rồi chị. Thật hả? Dạ. Bên kia 8 năm không có bằng trai. Em bằng mấy năm rồi? Em tới mười mấy năm. Mười mấy năm rồi không có bạn gái. Từ năm học lớp 3 là có một mối tình mà học cấp 3 chứ không phải lớp 3. Rõ. Nghe lớp 3 ai cũng xỉu hết trơn rồi đó. Ừ, tới giờ luôn. Siêu thị điện máy đó nhiều cô gái đẹp lắm mà sao không tìm viên được đa số ở trong tụi em thì nam nó lại nhiều hơn nữ. Tụi em bán chủ yếu là hàng lớn không à, cho nên là khiên giác đồ nhiều. Nhiều khi công việc của em á, 8 giờ mà em phải làm tới 9 giờ rưỡi tối em mới đi về luôn. Làm dữ vậy? Đúng rồi, tại vì cái nghề siêu thị mà anh, một tuần dĩa được nghỉ một ngày mà. Rồi giờ nếu mà hẹn hò thời gian đâu đi chơi, giờ bên đây là người ta nghỉ học luôn rồi đó. Nghỉ làm. Bên đây thì một tuần á là em được nghỉ làm một ngày. Miễn không phải là thứ bảy chủ nhật là được rồi. Vậy em nghỉ thứ hai đi cho lạ đi. Mình giới thiệu về mình một chút xíu về những cái ưu điểm nhược điểm của mình. Em rất là thẳng tính, mà có lẽ là nhiều khi thẳng tính thì để cho em mất rất nhiều cơ hội trong tình cảm cũng như trong công việc. Tại sao biết vậy mà không rút kinh nghiệm, không sửa? Em sửa nay cũng gần 10 năm, em hy vọng là kỳ này là để em chứng minh được là em đã sửa thành công. Sửa 10 năm mà chưa xong á. Hy vọng là bạn sẽ thành công ở lần này. Còn về ưu điểm? Em nấu ăn được chị. Mà em không nghĩ đó là khuyết điểm đó. Mình cứ lui cui mình nấu xong mình cảm thấy nó cũng mệt. Xong mà lên mà cái người ăn đối diện với mình mà cảm thấy người ta ăn ít hay gì, cái tự dưng mình cảm thấy buồn và mình tự tạo cho mình một cái áp lực. Mai mốt bên kia ăn là chỉ được khen rồi ăn cho ngon chứ không có được tạo áp lực cho người nấu nha. Dạ. Nha Trân. Dạ rồi em miễn cưỡng ăn luôn được. Ưu điểm của em là gì, là khuyết điểm là gì? Em cũng trầm tính ít nói lắm, nhưng mà làm trong công việc gì em thường thường là em phải làm cho đến cùng, không có ngại khó. Nhà em cũng đơn chiếc, chỉ còn có mẹ với ngoại thôi à, với em nữa có 3 người à. Cho nên mọi chuyện trong nhà thì hầu như là đều do em làm hết. Còn những cái việc mà sửa chữa này nọ trong nhà đâu á là em đều làm hết. Không lẽ bà ngoại sửa? Bởi vậy. Đúng rồi. Rồi nhà bà ngoại với mẹ có hối lấy vợ để về phụ với bà ngoại với mẹ không? Em cũng muốn hối lắm á mà chưa chưa muốn hối lắm mà. À, thật sự bên đây mình muốn lấy chồng chưa? Dạ em nghĩ là năm nay kết hôn là tốt đó chị. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình như thế nào không? Nói chung là người của gia đình, có cái bụng hơi to to chút. Chứ vậy? Cả anh Quyền Linh vậy đó chị. Chứ vậy? Dạ, tại vì ngồi sau xe mình ôm cho nó giống như mà mình ôm cái gói hơi á. Tự nhiên thích bụng bự. Dạ, tại vì đó là sở thích chị. Rồi không thích cái gì? Không thích người đàn ông mà cái tính phụ nữ. À, tức là chi ly, keo kiệt, là nói chung đừng có tới tính phụ nữ quá. Em có tính phụ nữ không? Sao phụ nữ được, không có đâu. Trân ơi. Dạ. Lấy nhau về ai sẽ là người giữ tiền? Nè, nói chung là ai cũng được nhưng mà tốt nhất là gửi tiền vô ngân hàng chắc cứu. Em thì em không quan trọng cái chuyện là ai giữ tiền. Có thể là vợ tỉ mỉ hơn mình thì vợ vẫn giữ được, rồi hai người cùng làm vô. Em có để bạn gái giữ không? Nếu mà có thì chắc để á. Tại vì nếu mà để em xài là em xài sang lắm. Đúng rồi, để cho gái tỉ mỉ tôi giữ. Dạ. Được không? Tiêu chí của bạn tìm người yêu như thế nào? Lụn hơn em cỡ 1m6 trở lên thôi được rồi. Em cũng không cần gì ngoại hình, quan trọng là phải biết thương em là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Sao? Bạn thấy như thế nào những cái yêu cầu của ảnh đưa ra? Em nghĩ là em đáp ứng được. À, hôm nay bạn đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em đi có hai bạn em theo ủng hộ. À, bạn em đâu? À, dạ. Chào em. Em chào chị. Chào anh Nguyễn Linh. Em chơi với bạn mình lâu chưa? À, dạ cũng được hơn một năm. Không có thấy ai theo đuổi cổ hả? Có nhiều bạn á, nhưng chắc tại bạn không chịu. Mấy người đeo đuổi bạn ấy có giống giống anh này không? Chắc không được giống anh này đâu. Đẹp bằng anh này không?
chắc cũng không bằng anh này đâu. Cao bằng anh này không? Chắc không bằng đâu. Ủa vậy là anh nó được lắm hả? Anh nó được lắm hả? Em nghĩ là hai bạn khá là hợp nhau. Bây giờ hơn nhiều cái anh đeo đuổi rồi đó nha. Mình có đi chung với ai không? Dạ em đi chung với lại bạn của em, làm chung siêu thị với em. Chào bạn. Em chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường. Bạn này thủ kho, bạn là thủ gì? Dạ em là một bạn IT ạ. Hai người đi chơi chung rồi có hay đi ghẹo gái nhiều không? Không, hai anh em có ngày làm chung siêu thị không? Thấy bạn bên đó sao được không? Em thấy dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng mà quyết định thì chị cho anh Trân thôi. Nhưng mà anh Trân anh tốt không? Tính tình thì tốt, trong công việc thì anh rất là cần cù siêng năng. Làm gì nào xong mới nghỉ, ga lăng lắm anh. Có thích người đàn ông ga lăng không? Dạ cũng thích chị. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu, chị muốn biết rõ là thấy bạn rất là dễ thương. Nãy giờ bạn bè chung cũng khen bạn quá trời. Vậy tại sao 8 năm trời liền mà không có bạn trai? Mình có nghĩ là mình khó tính quá không, hay là mình có một cái vấn đề gì hay không? Dạ đôi khi em cũng không hiểu lý do vì sao mới, mà bạn bè giới thiệu cũng rất nhiều, nhưng mà sau khi gặp em xong thì các ảnh lật đật về quyết định là quay lại người bạn gái cũ và quyết định kết hôn. Tôi nghĩ rằng bạn nam nên tạo ấn tượng gì cho bạn nữ đi. Bây giờ hát tặng bạn ấy một bài. Sao mình hứa là quen cô ấy không được trở về bạn gái cũ. Nhưng có bạn gái cũ đâu mà trở. À không có đúng không? Vậy yên tâm rồi. Vậy em xin hát bài Vậy đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Mình ấn tượng về giọng hát của bạn Trân như thế nào? Dạ em thấy rất là ngọt ạ. Em nghĩ là anh cũng rất đào hoa chứ không khô khan hay là này kia cái nọ. Như anh nói là anh chưa có bạn gái thì em cũng cần phải xem lại. Rồi để chị kiểm tra cho. Dạ em chào chị. Thật sự chưa có bạn gái? Dạ thật sự. Xưa cấp 3 có hôn không? Cấp 3 đâu có được hôn chị. Nắm tay? Nắm tay thì có nắm. Giờ thèm hôn không? Thèm nhưng mà đâu có được. Giờ nếu được thì có dám hôn không? Không bị ăn tát thì được. Đã chuẩn bị tinh thần lấy vợ chưa? Cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà quan trọng là cũng phải người mà quen với mình nữa chị. Phải tìm hiểu kỹ lẫn nhau nữa thì mình mới tiến tới hôn nhân được. Cưới vội cưới vàng sau này không hạnh phúc rồi chia tay rồi cái đó nó khổ lắm. Bà đã chuẩn bị được những gì? Công việc của em thì hiện giờ nó cũng ổn định rồi, cũng có nhà rồi. Quan trọng là về mẹ với ngoại em nữa. Mẹ có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào không? Mẹ em không có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào, nhưng mà tánh mẹ em cũng kỹ. Mẹ em cứ nói là sau này mà em có vợ thì mẹ rất là dễ, không mà em thấy mẹ kỹ lắm. Thấy là nghĩa là nói dễ mà không có dễ. Nói dễ mà không có dễ. Bây giờ tỷ giờ yêu bên đây chịu cưới mà bên này người ta nghe vậy ta sợ, ta muốn ra ngoài ở riêng thì bạn có đáp ứng được không? Cũng được, như em phải xin mẹ nữa. Mẹ không cho là sao? Mẹ không cho thì năn nỉ mẹ. Mẹ không cho luôn? Không cho luôn, năn nỉ tới ngoại. Ngoại cũng không cho luôn. Em cái tài thuyết phục em chắc chắn sẽ được. Không, không được. Mình phải đặt vấn đề là mẹ và bà ngoại không chịu luôn thì ta sẽ làm gì? Bỏ đi luôn chứ sao, bỏ đi theo luôn chứ sao vậy? Được rồi, được. Nói chung đến nỗi bà ngoại với mẹ không chịu đâu. Nhưng phải đặt vấn đề đó để thấy rằng là mình phải đấu tranh quyết liệt của tình yêu của mình, đúng không? Dạ. Làm dâu được không em? Em nghĩ chắc là được. Nói thì nói cho vui chứ ngoại mẹ thì cũng như ngoại với mẹ mình thôi, đúng không? Dạ, em chào anh. Rồi, chào em. Anh Trâm đây thì cũng thật tình. Thủ kho suốt ngày trong kho, không đi đâu hết trơn á. Không được, trai. Về coi như ổng giữ kho, mình giữ của. Có của không? Có. Có. Có kho là có của. Dạ. Rồi, chúng ta chuẩn bị nha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ. Dạ. Có món quà gửi cho mình. Dạ, cảm ơn. Mình là 29 luôn, nghĩa là em tuổi ăn cọp hả? Dạ, em tuổi dần nên tình duyên nó lận đận. À, anh cũng tuổi dần nữa. Nó không cọp với cọp, nhiều khi nó bù chữ nhau sao? Là sao? Dạ. Hai cọp ở chung nhau được không? Hai cọp ở chung nhau vẫn bình thường với chị. 86 đó. Số đẹp luôn á. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình. Quê em thì ở Long An. Em không biết là anh ở đâu. Tôi làm việc ở quận 6 luôn. Nhà anh ở quận 6 luôn. Dạ. Quận 6 qua Tân Bình cũng gần. Về Long An cũng gần. Giờ đi đó về là bến xe miền Tây chạy Long An chút xíu anh. Nửa tiếng tới à. Công việc của anh thì em băn khoăn về cái thời gian á. Có vẻ như nó chưa có phù hợp với em thì anh có thể sắp xếp nó như thế nào? Em chỉ có rảnh thứ bảy chủ nhật thôi hả? Dạ đúng rồi. Anh sẽ xin mình ốp vào ngày đó thôi. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì anh thường thích đi đến những cái địa điểm nào? Anh chỉ có thích là đi đến những quán cà phê, nhạc, du dương. Sau đó là ngồi tâm sự thôi. Còn sau nữa thì để hồi sau rồi biết. Sau nữa là gì? Thì uống cà phê xong rồi chở đi đây đó thôi chị. Nhưng chị nghĩ sao sao là sao?
nãy bạn nữ đoán đó, nghe đó. Tiếng là biết đào hoa rồi. Giờ nhìn thấy đào hoa không? Dạ, cái này chắc em phải cần thời gian để tìm hiểu, thông báo sao. Đâu có đào hoa đâu anh. Cảm nhận những giây phút đầu tiên nó có nó có rung động gì không? À, dạ một chút chút. Em thì hơi nhiều rồi đó. Đâu thấy thể hiện ra bên ngoài đâu. Em ít thể hiện lắm chị ơi, em hành động không à. Thấy cũng đào hoa lắm, tướng tá cũng bảnh cao to đẹp trai. Đưa đứng lên kìa, bên này coi coi coi. Đó. Có 1m72 chứ nhiều. À, không có bạn gái vậy có vấn đề gì không? Ý vậy là chị là sao? Ai biết. Giới tính có lũng củng gì không? Không có anh ơi. Nói chung là em ham làm quá thôi. Biết hung không? Biết. Lấy cái gì kiểm chứng? Thì cho hung đi rồi biết. Hung như hung ai? Hung phụ nữ. Tưởng đâu nó hung nữa mà. Kiểm tra giới tính luôn. Là mai phải kiểm tra hết 30 giây. Nhìn thẳng vô mắt nhau coi mắt ai chớp trước. Nhưng mà nếu không chớp luôn thì sao? Khoan, không có nói. Bây giờ 1, 2, 3 nhìn. Chớp lia lịa vậy? Chớp lia lịa. Chúng ta kiểm chứng như vậy là có luồng điện rồi. Hết giờ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm dành cho hai bạn. 3 2 Một. Trái tim nó cùng chung nhịp đập rồi đó. Bắt đầu chúng ta thấy một, có chút gì luồng điện chạy qua rồi đó. Nắm tay, nắm tay. Đúng rồi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Hôn cái nhẹ nhẹ đi. Không thôi là tôi phải coi lại vấn đề giới tính đó nha. Hôn đó chí không á. Em đâu sợ trí đâu. Dạ em có gọi đầu trước khi tới chương trình. À là có ý định sẵn cho người ta hung dạ, luôn đó hả? Dạ có. Chuẩn bị sẵn hung cái đầu dạ, rồi dạ. Dạ. Tặng hai bạn vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax. Trời ơi, xịt thơm miệng luôn hả? Chứ sao? Để hung đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. À. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. À. Dạ, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn. Dạ, kêu em ơi đi. Kiều Yến ơi, anh yêu em. Nói thử ơi. Hai bạn có một chút gì đó nó rung động và chút gì đó nó e thẹn. Dạ, hai con cọp này quần nhau cũng mệt lắm nha. Hai cọp này cọp hiền chứ không phải cọp dữ ha. Chúc cho hai bạn sẽ thành đôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Rồi, mời bạn trai. Rồi bạn ngồi. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ thưa anh Quỳnh Linh, em tên là Duy, 32 tuổi. Hiện tại thì em đang ở Tân Phú, làm ở Tân Bình và quê em ở Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk? Dạ. Làm gì ở Tân Phú, Tân Bình? Em ở bên Tân Phú, còn làm Tân Bình là em làm bên dịch vụ xuất nhập khẩu. Thì các cái doanh nghiệp người ta muốn làm xuất nhập khẩu mà người ta không có bộ phận đó hoặc là người ta thiếu những giấy tờ thì bên em sẽ làm cái bộ phận coi đó. Coi như làm xuất nhập khẩu đi. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Quá dễ thương, quá xuất sắc. Em ngồi. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia nhé. Chào bạn. Rồi, chào bạn. Giới thiệu về mình đi. À dạ, em tên Yến, năm nay em 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán thuế ở dưới Biên Hòa Đồng Nai á, quê ở ngoài Ninh Bình ấy chị. Mà đang làm với sống ở dưới Biên Hòa Đồng Nai ạ. À. Lúc nãy đi bị trời mưa. À đi trời mưa. Mưa rồi có mơ tưởng đến chàng trai hoàng tử của mình thế nào không bạn? Không biết là trời làm sao mà lại xúc động đến nỗi mà trời mưa từ lúc đi đến lúc gần lên đây vì tạnh mưa. Vừa trong cơn mưa bạn suy nghĩ điều gì chàng trai mà hôm nay bạn gặp? Em bảo mà hôm nay mà gặp á, mà em mà bấm nút á, chết với em á. Trời ơi, chứ dạ, hôm nay mà bấm nút là chết với em đó. Mà gì có nghe thấy mình nói gì không? Câu sau mình không nghe nhá. Mình giới thiệu một chút về ưu điểm và khuyết điểm của bạn. Em thì rất là thích chơi thể thao chị, đánh cầu lông á, thích đi du lịch với bạn bè, thích chụp hình, nói chung là cũng ca hát đó chị, nhưng mà chỉ hát karaoke được thôi. Vậy em ca khúc đi cho không thay đổi không khí cho nó xôm lên xíu đi. Xôm lên hả? Xôm lên. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Ôi, rung quá chị ơi.
Được rồi. Bây giờ mà nghe bằng kia nói nhỏ quá, dùm nói lớn lên cho nó không khí nào. Nó to lên. Bà kêu em ơi đi. Kiều Yến ơi, anh yêu em. Nói thử ơi. Yến ơi, em nghe anh nói gì không? Dạ, em đã nghe thấy anh nói gì rồi. Đó là tôi nói đó. Rồi hai ba bạn Duy nói nè. Hai ba. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh ơi, mấy đứa? Nói chung là hai đứa là đẹp nhất đó em. Em thích ba đứa được không? Nếu mà em xin được. Bây giờ bạn gái mình ở Biên Hòa đó, Đồng Nai đó, rồi bạn sao? Có ngại ở xa vậy không? Công việc của em thì làm bên dịch vụ á chị, thường thường thì cũng cuối tuần em cũng rảnh chứ cũng không có bận biệu gì lắm chị. Cái này có thể sắp xếp được. Về lấy vợ xong rồi về ở Tân Phú hay là về Đắk Lắk ở? Dạ hiện tại thì theo cái kế hoạch công việc của em á thì về lâu về dài thì vẫn làm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có lộ trình rồi đó hả? Dạ. Rồi sắp có sắp xếp chuyện cưới hỏi gì chưa? Cũng trải qua một vài mối tình rồi. Thành ra là mình thì cũng muốn là quen á để tiến tới hôn nhân, nhưng mà về những trục trặc này nọ thì nó kết quả anh không tốt, cho nên ngày hôm nay nhờ anh Quyền Linh và chị Tường làm hai cho em. Được. Chị sẽ cố gắng, chị sẽ cố gắng. Nhưng mà Yến nè, chị thấy dạ. Em rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, đáng yêu nữa. Mà tại sao lại tìm đến với chương trình? Em đâu có ế đâu chị, tại em đang đi tìm người tử tế để yêu mà. À, thì em muốn người đàn ông tử tế là người như thế nào mới gọi là tử tế? Em thích người đàn ông cao và 1m68 trở lên. Rồi tính thì ngày vui vẻ này, hòa đồng này, chân tình thì thủy chung. Anh có biết nấu ăn không anh? Anh nấu ăn thường hàng ngày em ơi. Vậy hả, mừng quá. Vậy trước đây bạn đã có nhiều mối tình chưa? Em cũng trải qua cũng 1-2 mối tình chị ạ. Là mối tình gần đây nhất là bao lâu? Cũng hơn 1 năm nay rồi ạ. Chia tay hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình có cái khi mà bạn buồn quá hay là bạn muốn người khác vui, bạn làm gì để cho người khác vui? Có cái trò nào đó không? Nếu mà bạn giỡn vui vui á, em nhái nhái giọng xíu, anh tham gia luôn được không? Em nói với bạn bên kia hai người chơi với nhau đi. Không, em sẽ nói bạn nghe nhưng mà anh tham gia luôn không? Được, được. Rồi bắt đầu. Rồi. Cho mời Quyền Linh và Cát Tường vào cho ta. Làm gì mời hai đứa tôi? Dạ có mặt. Hai khanh hãy mau quỳ xuống nhận chỉ. Dạ. Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu chiếc này, chậm ra thiếu chỉ này. Ủa trầm là công công. Chậm. Chậm là giọng giống công công vậy. Công công đọc anh ơi, phim trưởng mà. Công công đọc cái chiếu chỉ của trẫm. Tiếp. Này, ta chậm ra chiếu chỉ này. Tô quan. Tô quan là anh là ông á. Đậm đi khỏi Thiết Minh. Tô quan Quyền Linh và Nguyệt quan Cát Tường đã có công kết nối cặp tình với nhau. Nay chậm ban thưởng cho ai khanh một chàng pháo tay thiệt lớn và một chàng thiệt túng ngô thiệt to. Lãnh chỉ tạ ơn. Dạ tạ ơn thánh thượng. Tưởng đâu ban cho Quyền Linh Cát Tường sánh đôi cùng nhau chứ. Không thích cái điểm nào ở người bạn gái? Thường thường các bạn nữ thì các bạn sẽ chơi với một nhóm bạn nữ nữa, xăm xe này nọ, thí dụ như bạn trai của bạn của em, bạn trai mua cái này mua cái kia, sao anh không mua cái này thì cái kia, nhưng mà nhiều lúc á không có đáp ứng được nhiều như vậy á. Như em á thì dòng là có thể bạn đó sẽ hiểu cái vấn đề của mình. Nói chung là không muốn tốn tiền đó. Không chị, em nói là đôi khi mà, chứ em nói là không tốn tiền. Bạn có tưởng tượng cái hình mẫu lý tưởng của bạn đặt ra là tiêu chuẩn như thế nào? Thì em thích một người giống như Hoàng Dung chẳng hạn, nhỏ nhắn, xinh xắn mà nó rất là chu đáo và yêu thương cái người bạn trai mình. Em không có sợ ba Hoàng Dung á, đông tà nguy hiểm lắm á. Em tưởng em coi phim bộ nhiều hơn chị hả? Em nên em giả giọng công công hả? Em đi đến đây với ai? Hôm nay có ai đi theo không? Em có đi với bạn thân mà. Đọc làm bạn thân tiền. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy anh bên đây nhìn bề ngoài lịch sự, nói chuyện rất là vui tính. Ý dạ. Là bên trong không có lịch sự hả? Mà em
thấy như thế nào, có phù hợp với bạn mình không? Anh có thể là phù hợp với lại bạn Yến. Cái công việc của anh á, cũng là dịch vụ. Cái công việc của Yến cũng là dịch vụ á. Thì em nghĩ là hai bạn cái thời gian hẹn hò thoải mái, là hai bạn có cơ hội được tìm hiểu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Để tôi qua tôi xem thế nào nha. Nãy giờ chào anh. Nghe kia nói chuyện có duyên không? Cũng rất là có duyên mà dí dỏm nữa. Dí dỏm lắm. Mà nghe nói là lịch sự, em rất là thích lịch sự. Được á? Được ạ. Thấy không, lấy tay chồng chưa? Cũng thích rồi ạ. Thích rồi đúng không? Dạ. Mình nghĩ thích lấy chồng, mình đây thích lấy vợ, gặp nhau, làm luôn. Rồi, chuẩn bị. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Mời hai bạn. Giả giọng công công, viết phần hoạt giống công công ghê. Cảm ơn anh. Chào bạn. Dạ chào anh. Mình ở chỗ nào của Đồng Nai hả? Em mà ngay ở Biên Hòa luôn á, thành phố Biên Hòa. Ngay vòng xoay đi ô sao? Ngay gần chỗ Đại học Đồng Nai á. Em muốn xuống Biên Hòa không? Cũng lâu rồi mình không có xuống. Bữa nào xuống em dẫn đi. Ok. Chờ Biên Hòa nha. Ok. Thường thường nãy bạn hỏi là có vấn đề nấu ăn á. Thì bạn trai, bạn người yêu thì hoặc là chồng tương lai á, bạn nghĩ là nấu ăn chung hay là thôi anh biết nấu rồi anh nấu luôn? Đi làm về rồi mình sẽ nấu ăn chung, rửa chén chung. Được không anh? Ok, cái gì nó không sao. Nếu mà đám cưới á thì theo bạn thì thời điểm nào thích hợp cho bạn? Càng sớm càng tốt. Theo anh thì cái quan điểm về tình yêu của anh thế nào anh? Giữa hai người với nhau thì cái điều quan trọng đầu tiên là phải sự tôn trọng. Thì các bạn hoặc là mình tôn trọng nhau thì mình có thể là tiếp xúc hay là mới có những cái mối quan hệ tốt được. Em thích điều đó đấy. Thì lúc em đi làm về em thấy mấy cô chú mà cứ hay dắt tay nhau đi thời dục em thích lắm. Em có gì ước gì mà mình được già như cô chú ấy. Có gì phải già, giờ nắm tay thể dục cũng được chứ bộ. Hay già thì vậy là hết thời gian rồi đó nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều quá hả? Suy nghĩ thật kỹ nha, bấm nút nha. Cổng cổng và Hoàng Dung. Bà đi đếm. 3 2 Hết thời gian. Ủa em nhớ là em bấm rồi mà. Có bấm không? Có. Bà có bấm mà. Thật sự là hai bạn rất là có duyên với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Rất là dễ thương ha. Gửi tặng hai bạn để xem phim. Dạ. Và đây thêm một món quà góp phần cho buổi xem phim thêm ý nghĩa. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn tìm được những cái niềm vui trong cuộc sống của mình và nhanh chóng đi đến được cái bước cuối cùng, đó là báo tin mừng cho báo hỷ cho ông mai bà mối. Không, cái gì? Cái đó em không tụi tên anh ơi. Dạ em sợ quan lão tà quýnh. Ông tà bị chị điểm quyệt rồi. Ta đi xa xôi lắm đó, trời mưa trời gió từ Biên Hòa xuống đây. Rồi từ Biên Hòa xuống đây đó, mưa gió đó sao rung dữ vậy trời. Nắm tay cái trước cái đại này cho giữ chặt cái đi, gì buông tay rồi. Rồi hung. 2, 3 Cho em bỏ qua cho em. Hả? Cho em bỏ qua giùm em cái này đi. Sao rung dữ vậy? Cái khúc này nó nguy hiểm. Anh hay là em hôn? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình đi trời xa lên nên mưa mình phải có lời. Anh có hôn đâu em hôn nhờ. Hôn đi em. Hôn đi em. Ủng hộ em. Ủng hộ em. Dễ thương quá. Rồi hai người nắm tay xem phim đi các bạn. Con trải qua hai mối tình chính thức. Tại vì không có hợp, với lại bạn ấy ghen quá. Với lại bạn ấy kiểu như là quen bạn gái là phải có nhà. Nên từ từ cái tình cảm không có còn. Nghe chú cũng thấy buồn cho đàn ông. Đúng rồi. Kỳ lạ, đàn ông quen gái mà nó hỏi có nhà chưa. Câu đó có thể dùng cho phụ nữ hỏi thì còn quả may. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân và chào bạn gái bí bên kia. Em tên là Trần Văn Phú, em đến từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 8 anh Nguyễn Linh. Trời, nghe cái giọng nói ở bên đó thấy một người đàn ông rất là dày cơm, đúng không biết nữa. Thiệt luôn, cái giọng mà dày, dễ sợ dày luôn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, khán giả ở đây và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, 26 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm trong siêu thị ạ. Mình quê đâu vậy? Dạ, con có hai quê lẫn gốc, con là ở Quảng Nam với Bình Thuận. Nhưng mà ba mẹ con lên Sài Gòn này lâu rồi nên con đang sống ở Sài Gòn. Cái điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu dạ, là gì? Dạ, ưu điểm của con là vui tính, hoạt bát, thích nội trợ. Còn khuyết điểm của con á, ví dụ như ai mà làm con không vừa ý á, là con hay khó chịu với lại nhăn mặt đó cô. Ừ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là ga lăng, biết vun vén cho gia đình, siêng năng chăm chỉ làm việc, biết chơi thể thao, chơi thể hình. Thể hình và võ thuật. Hình như chơi thể hình đó đúng không? Dạ. Trời đúng không? Thể hình đúng, đúng rồi, không? Tôi nghe cái giọng dày cơm quá mà. Tôi cũng chơi thể hình mà sao tôi không thể hình đâu chứ. Con có thích những người chơi thể thao không? Dạ thích. Cái mẫu người của con có giống Lý Đức không? Dạ không, con thì mẫu người đàn ông con thích là cao 1m65 trở lên, cao to phong độ. À, điển trai dễ thương một chút thôi. Rồi bây giờ em trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn nửa yêu thương của em là chịu thương, chịu khó, chịu làm, 4 chữ C. Đầu tiên phải trung thị à. Dạ, biết vun vén cho gia đình. 1 C. Trung thị, chịu thương, chịu khó, chịu làm. Rồi, biết vun vén. 5 C luôn là chịu chơi nữa. Tình trường sao nè? Nói chung tuổi của con thì bạn bè con là 2-3 đứa con rồi. Với lại ba mẹ con thì cũng mong muốn con kiếm được một tấm chồng. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây thì con chia tay là lý do là không hợp nhau. Với lại bạn ấy kiểu như là sống ở trên Sài Gòn này là kiểu cách của bạn á, là quen bạn gái là phải có nhà. Quen bạn gái là phải có nhà. Trước khi quen ai á, con cũng nói hết sự thật của mình là hoàn cảnh em như vậy đó, ba mẹ em như vậy đó, nếu mà chấp nhận thì quen. Thì vô tình bạn ấy nói một câu thì khiến con cũng rất là buồn, tự ái. Nói là sao em không cố gắng làm để mua nhà trên Sài Gòn đi, sao cứ ở nhà thuê hoài như vậy. Thì từ cái câu nói đó khiến con rất là buồn. Nên từ từ cái tình cảm không chú có còn nghe nữa. Chú cũng thấy buồn cho đàn ông nữa. Đúng rồi. Kỳ lạ, đàn ông quen gái mà nó hỏi có nhà chưa. Câu đó có thể dùng cho phụ nữ hỏi thì còn quả may. Không, phụ nữ hỏi Vân thấy cũng còn thấy không. Kỳ nữa chứ thực đừng chất nói là ta, đàn ông. Phụ nữ ta cũng cần cái chỗ nương tựa, cần bờ vai che chở này kia ta còn có thể hỏi được. Đàn ông mà đi quen phụ nữ mà hỏi là có nhà chưa, có tôi mới quen. Những người không xứng đáng quên luôn đi con. Đúng dạ. Rồi. Còn con này. Dạ anh Người Lên. Trai, bây giờ là mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Em yêu đơn phương anh. Thời học sinh với trời sinh viên. Dạ, chào chị. Cưng. Người ta không có biết là em yêu luôn. Mối tình đầu tiên thì yêu đơn phương, nhưng mà em đi lên đại học với bạn đó ở nhà đi làm công nhân, đi lấy chồng luôn. Mối tình thứ hai là bị bạn gái từ chối. Công nhận tôi cảm nhận như bạn này hay thiệt, dày côn quá. Cái đô ngực phát triển như sao? Mai kỹ cách sao tập cho cái ngực nó bự như ngực em mới được. Dạ, anh ăn đu đủ giùm em. Ăn đu đủ hả? Dạ. Ủa tôi nghe đu đủ phụ nữ ăn để có sữa cho con bú mà. Ông đu đủ ăn phát triển vòng 1 anh. Ủa vậy đó hả? Dạ. Nhớ nha Dân. Thôi Dân khỏi ăn. Dân ăn gì nữa? Trời đất ơi, khùng quá đi. Nói nghe nè, bây giờ ngoại hình thì phải như thế nào nè? Cao 1m50 trở lên đó. Cao 1m50 có luôn, trời cái này đây ta sợ mấy. Còn cưng sao? Xăm hình được không? Dạ được, nghệ thuật mà. Đơn giản là xăm ngay giữa trán nè. Yêu chồng. Em có nghĩ đến cái chuyện mà giàu nghèo không? Chỉ cần ai đối thương, chứ chia sẻ được rồi. Giàu nghèo không quan trọng mà, chị không Vân? Đúng rồi. Quá trời ta chuẩn lắm à. Đối với em tình yêu không cần hoàn hảo. Chủ thần ngay từ chân thật rồi. Trời ơi hay ghê chưa. Chân thật thôi. Cái, với cái công việc của em bây giờ thì em có thể nghĩ là mình sẽ lo lắng cho được một cái gia đình một cách gọi là tối thiểu nhất chưa? Dạ hiện tại công việc của em là ổn định rồi chị. Ổn định rồi. Dạ. Đó. Rồi sao không hỏi có nhà luôn đi. Ngại đang tính hỏi nè. Mình có nhà chưa nè, hay là mình ở nhà thuê nè? Nhà em có sẵn chị Quỳnh Lê. Rồi xong. Chị Quỳnh Lê nào? Chị Quỳnh Lê. Chị Âm Vân. Hồi hộp quá, bển ta có nhà luôn rồi. Trời. Không bao giờ hỏi em câu đó đâu nha con, đừng có lo. Không bao giờ hỏi con câu con có nhà chưa. Con có nhà chưa? Trời ơi, xô tôi ra kìa, trời ơi, xô đi.
Đó. Còn chính cái câu nói đó còn phải bản lĩnh lên. Dạ. Chứng minh cho đàn ông thấy tôi không có nhà tôi giận xong được. Đúng ha. 30 tuổi chú mới có nhà. Mà nhà 30 tuổi của chú á, là ngủ của mình chú là hết rồi đó. Ngang 2 mét, dài 1,5 mét. Ờ sao ông bán được cái đó hay quá vậy? Sao ông bán được cái đó? Đâu có bán. Cái đó bếp của người ta. Cái bếp đó là cho mình thuê ở. Thành ra đừng bao giờ tự ti về cái chuyện mình không có nhà. Rồi năm bao nhiêu tuổi ông mới có nhà của ông? 31 mới có nhà. Rồi đến năm bao nhiêu tuổi thì ông có 1 chục căn nhà? Trả lời đi. 2 căn thôi. Rồi con không thích điều gì vậy đàn ông? Con không thích lăng nhăng với không thật thà. Bên đây thật thà đó. Tới tuổi này mà mới yêu Phương là con hiểu rồi đó. Rồi bên đàn gái đi với ai nè? Con đi với ba mẹ con và sếp con. À có ba mẹ nữa. À rồi chào ba mẹ. Thì, rồi chào cô chú. Xin chào Quyền Linh, chị Hồng Vân. Yeah. Xin chào khán giả trường quay. Tôi là ba của Ngọc Anh. Cháu trai mày này thì thấy cũng dễ thương, thấy cũng hiền hậu, thấy cũng thật thà, thấy cũng được. À, để cho bà xã. Em chào chị Hồng Vân, và em chào Quyền Linh, và chào đàn trai bên kia, và chào khán giả có mặt tại trường quay. Tôi là mẹ của Ngọc Anh. Mẹ rung á, mẹ hơi bị rung phải không? Tại lần đầu tiên mà bước lên đây thì thấy cũng hồi hộp. Mẹ vui tôi quá, mẹ hồi hộp. Ngọc Anh nó sống rất là tình cảm. Nó sống nó thiệt thà lắm. Nhiều lúc á, nó thì nó hơi cọc tính chút xíu. Rồi hay nhẫn nhằn. Mà nó sở thích của nó là nó chỉ làm đẹp, cái hiếu với cha mẹ. Giờ muốn là nó kêu nó muốn quen với cái bạn trai nào đó là phải thật lòng, thật dạ với nó. Còn cái sở thích của nó là nó ăn thịt không mà cá nó không ăn. À, nó vậy á. À, thì mong ở đây là cũng có tới cần có duyên. Thôi tôi còn mong là hai đứa tìm hiểu kỹ với nhau để đi đến với nhau. Đó, còn riêng tôi thì không có đòi hỏi gì hết. Rồi cảm ơn mẹ. Trời ơi mẹ thương con quá vậy. Mẹ nói không nổi luôn á. Ủa sao kỳ vậy? Con có ăn thịt không? Không ăn gì hết trơn à? Dạ, tại con không thích ăn cá. Nói chứ sao kỳ vậy? Ăn thịt mà sao cũng không có... Cái chuyện mập ốm không phải là do ăn cá ăn thịt Linh à? Đàn trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình em đi với thầy, chị và bạn bè của em. À, chào thầy. Thầy trẻ dữ vậy hả thầy? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Thật sự rất là cảm xúc khi nghe câu chuyện của em. Em rất là hiền, rất là thùy mị. Hai em thì khi mà mới bước ra đó thì có cảm giác như hai đứa như là hai cái mảnh ghép của hai trái tim đó hay sao đó á. Cho nên là hai đứa nên cho cái cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ mở rào cho hai bên mở rào đi nha. Mở rào nha. Rồi, kéo rào. Bắt đầu đi Phú. Dạ. Tôi có món quà tặng cho anh. Dạ, cảm ơn. Hôm nay anh đến chương trình, anh cũng có món quà tặng cho em, thấy gấu dễ thương. Dạ, mỗi khi em ngủ rồi ôm gấu rồi nhớ tới anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi giờ tôi ôm giùm cho nè, trời ơi. Mở quà bạn nữ có tặng gì vậy? Có nghĩa là người sao là gấu vậy đó trời ạ. À. Gấu bự sai lớn nhất nè. Để coi qua bạn nữ tặng gì. Quà. Gì vậy Phú? Cái bóp anh người lên ơi. À dạ. Bóp dễ thương quá. Lần đầu tiên em gặp anh, em có ấn tượng gì không? Dạ em thấy anh ok cũng được. Dễ thương, hiền lành. Còn anh nhìn em như thế nào? Lần đầu tiên anh gặp em thấy em dễ thương. Dạ. Vui vẻ. Vui đâu vui, mặt nó nãy giờ buồn so. Biết sợ cái gì mà nó buồn hoài à. Trời, tên lên em. Nhớ vụ thằng kia hỏi nhà đó. Tại vì lần đầu con lên truyền hình đó nên con hơi run. Không run con thoải mái lên. Dạ. Nào, cho chung quanh có gia đình mình, có ba mẹ ngồi dưới, có bà con. Đúng rồi, Phú làm không khí cho nó vui lên. Phú coi hát bài Phú hát gì đó, tặng cho hay là đi. Vừa hát vừa tập thể hình đi Phú. Hôm nay đến chương trình thì anh đến đây tặng cho em một bé. Anh sẽ tặng em. Anh giá bài Tràn Cờ Chị Trung.
Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi, một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Em hát đặng anh đi. Vậy thôi em cũng đến đây rồi, em cũng góp một chút vui nên em sẽ hát một bài hát Anh ơi sang nhà em chơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi, bao lâu ta không gặp nhau, em thì nhớ anh rồi bời. Dạ tới đây thôi ạ. Trời ơi. Bây giờ nào muốn một vài đường võ cho phụ nữ thấy mình coi như là nơi che chở cho phụ nữ nào. Dạ nếu mà anh chỉ em chỉ nhờ anh Quyền Linh làm hỗ trợ cho em à. Linh dám không? Chơi thôi chứ sao. Lấy Linh sợ. Anh nếu cô kia, nếu em là bờ dai cho cô kia dựa thì anh là cái bao cho em quýnh. Rồi nào thử coi. Dạ. Không. Giờ sao? Vô ngon. Trên trên. Vô. Thôi thôi. Ôi. Vô. Trời ơi. Đó. Còn nữa không? Đâm nha. Đâm. Có chuyện gãy tay nghe. Có chuyện gãy tay. Vậy đó hả? Dạ. Đây là nói đòn tự vệ. Mạnh lắm, nó đá tụi cái muốn bể đứt luôn. Thì đó. Để tôi thấy bạch bạch thì tôi sợ quá đó. Không mà anh đá im quá. Trời ơi. Đá mà mong em nữa. Đá đầu cũng chết luôn mà ráng nhịn nữa. Nói chung là anh có võ. Dạ. Yên tâm là ai hỏi em vụ nhà là anh đứng ra bảo vệ. Em yên tâm thì anh sẽ bảo vệ cho em đến hết suốt cuộc đời này. Là ba mẹ của bạn gái có thích rể miền Tây không? Nói chung con gái lấy chồng thì theo chồng cô ơi, con đi đâu con cũng đi hết. Thì hiện tại bây giờ anh đi làm việc gì và có nhiều thời gian dành cho, ví dụ như quen em đi thì anh có nhiều thời gian dành cho em không? À, anh lúc nào cũng thời gian cũng rảnh. Anh đi làm 7 rưỡi sáng, 4 rưỡi về, rưỡi chiều anh về rồi. Anh em có thích xem phim không? Dạ thích. Với lại em có mặt một đặc điểm là rất là thích mê trà sữa. Nói chung là một tháng có 30 ngày là em sẽ uống hết 30 ngày trà sữa. Anh cũng thích trà sữa lắm. Anh cũng thích trà sữa lắm. Nếu mà sau này anh với em cưới nhau về, nếu mà anh với em cãi nhau thì sao em? Em với lại em hỏi anh á, anh sẽ trả lời như thế nào? Em hỏi anh đi. Thì nếu như em với anh về mà cãi nhau á thì anh có nhường nhịn em không? Mà anh nhường nhịn. À, anh có gia trưởng không? Anh không gia trưởng em. Anh là trai út trong gia đình. Cái việc nhà sao đó, đó hai đứa tự phân. Được không? Việc nhà sau này nếu mà em có con thì anh sẽ quản lý đảm đang hết. Ờ, ok anh. Đảm đang làm gì nói cho bạn nghe luôn. Giặt quần áo cho con, giặt quần áo cho vợ, nấu cơm, kho cá kho thịt cho vợ ăn. Biết không? Biết nấu không? Dạ em nấu ăn ngon lắm rồi chị. À vậy đó hả? Dạ. Ví dụ sau này em với anh thành vợ chồng đi, rồi anh đi làm về tiền anh giữ hay là em giữ? À, ví dụ như anh lãnh được 10 triệu, anh đưa cho em 5 triệu, anh giữ 2 triệu. Còn ủa vậy được, còn 3 triệu nữa để làm gì? 10 triệu đưa 10 cho 10 triệu đưa cho vợ 5 triệu, 8 triệu đi. Rồi còn 2 triệu em để bỏ túi đổ xăng xả giao với bạn bè. Em thích con gái hay con trai? Em thích một trai một gái. Anh cũng vậy, anh cũng thích một trai một gái. Được không? Được anh Quân Linh ơi. Trời ơi, khẳng định liền, chắc nịch liền. Bây giờ em nói đi Phú, em cảm nhận thế nào về cái câu chuyện nãy giờ em nói chuyện với bạn gái? Rất là vui, hôm nay được gặp em. Rồi sao nữa? Thấy em thì rất là xinh xắn, dễ thương á. Cảm ơn anh. Anh có cảm xúc chưa anh Phú? Dạ em có cảm xúc về gì? Có cảm xúc đúng không? Dạ. Đó, tim bắt đầu đập phình phịch, cuốn tim bắt đầu nở to ra. Cuốn sổ đây em làm gì để đây nãy giờ? Dạ bí kíp của em anh.
Không làm gì hết hả? Dạ được thơ. Thơ hả? Thơ của em để đâu để làm gì? Dạ thơ để em tặng cho bạn gái. Thì tặng đi. À, anh đúng quá rồi anh sẽ tặng cho em một bài thơ. Ừ. Đó, rồi, tiến tới đứng đọc cho cô là... gái luôn. Đọc cho cô gái nghe. Nhờ chương trình anh mới biết em, từ phần thơ của anh mới dệt thiêu tình. Lòng em trung trọng từ hôm nay, trong những ngày tôi tưởng bóng hình. Còn em, anh đã gặp em ở đây, chỉ cảm phần thơ của anh những câu mộng hồng anh gửi vào chương trình, đã được gần em ngỏ ít lời. Thì em nghe bài thơ rất là hay, rất là tình cảm. Cảm ơn anh. Không có gì em. Thấy nắm tay thế sao Phú? Anh muốn em đi đến những nơi mà em đã đến. Anh muốn em đi những ăn món ăn mà em đã thích ăn. Anh hy vọng cuối chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Trời ơi, chết rồi. Không có cách nào mà từ chối được rồi. Anh bất ngờ với em đó Phú. Thiệt luôn á. Đi ký của anh của em mà anh Nguyễn Linh. Được vậy, ngon á. Nếu mà cảm giác đây có thể là một nửa bạn đẹp của mình thì đừng ngại ngùng, bấm ngay. Chuẩn bị. Để tay vào nút bấm các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái. Dạ con nghe. Tại sao là em không bấm? Dạ tại vì con chưa có rung động mà. Có thể bạn gái chưa rung động, nhưng trước mắt tôi thì đây là một chàng trai cực kỳ chân thật. Nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai, và rất nhiều chàng trai ngược lại sẽ bấm nút cho cô gái. Đây là phần quà của anh Quyền Linh. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng tôi luôn mong muốn rằng cả Phú lẫn cô gái sớm tìm được một nửa mảnh ghép yêu thương mình cho đến trọn cuộc đời này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp xúc với cặp đôi thứ nhì, xem là họ có bấm nút chọn nhau hay không. Mời quý vị. Em tự lập từ rất sớm. Trong công việc thì em luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả. Tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Anh có bị hói không? À, anh không hói. Anh có hô không chị? À, anh không hô. Anh có hút thuốc không chị? Không rượu, không thuốc. Em yên tâm rồi nhé. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời bạn gái. Rồi bây giờ là bạn gái có mặt trên sân khấu rồi, mời em trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Chào em. Cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay, cũng như toàn bộ khán giả qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Văn Hóa, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em 34 tuổi. Hóa làm công việc gì Hóa? Em học trong ngành quản lý môi trường, đã làm chắc địa nhiều năm ở nhiều nơi. Bây giờ thì em đang kinh doanh cái ngành của đồng tộc em là kinh doanh bất động sản. Em có nhà kinh doanh quán cà phê và một số lĩnh vực khác. À, trời ơi, nghe người đàn ông này giới thiệu á, Duyên cảm nhận đây là một cái người mà rất là
lịch thiệp trong cái ăn mặc cũng như là trong cái cách nói chuyện. Và người chắc là không có xả rác á, tại làm môi trường lâu rồi đó. Còn mình thì sao? Dạ. Bạn gái mình giới thiệu coi nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn em. Và anh bên kia và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thúy Vi. Em 26 tuổi, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nhân viên xuất nhập khẩu và quản lý đơn hàng cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. À, vậy đó hả? Hai bạn này cùng ở Đồng Nai á, Linh thuận lợi ghê luôn á. Vậy là tốt rồi. Ừ. Em gái, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ, em xin chia sẻ một tí xíu về ưu điểm của mình. Ưu điểm của em là em hoạt bát, em rất dễ tiếp xúc với mọi người, em rất là độc lập trong cuộc sống. Khuyết điểm của em là em khá là nóng tính và cũng hơi khó tính một chút xíu về cái nguyên tắc làm việc và cuộc sống của mình. Em nóng tính cỡ nào? Ví dụ như lúc mà em bực nhất thì em sẽ làm gì? Bực nhất thì em cũng cáu lên một chút xíu, càm ràm xong rồi bỏ đi. Em có, rất là có nói ngại. Lớn không? Có đập bàn, có nói lớn không? Chưa, em chưa đập bàn nói lớn, nhưng mà em rất là ngại giải thích về cái việc tại sao để làm em bực mình cáu gắt như vậy. Em rất là khó chịu trong việc đó. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Em tự lập từ rất sớm, sống thì thật thà, chân tình. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả, tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Còn những khuyết điểm của mình? Khuyết điểm em thì em nói nhanh, làm việc cũng nhanh và em quyết đoán đúng rất nhanh. Cái gì cũng nhanh hả em? À đúng rồi. Có cái nào chậm không? Phải có em. Đôi khi có những thứ cần phải chậm, chậm mới chắc được. À, đúng rồi. Những cái thứ nào đôi khi nó nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Nhưng có những thứ cần phải nhanh. Nói chung là mình phải thay đổi cái không khí nhanh nhanh chậm chậm vậy nha. À, đúng rồi. Rồi nhưng mà anh thấy em là người cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Rồi trong tình yêu không biết thế nào, em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. À. Mấy năm? Nó diễn ra 9 năm. Ui rồi. Đó, vậy là chậm, nó đâu có nhanh đâu Linh. Nó là cái bi kịch rất lớn. Bây giờ tất cả nó dừng lại rồi. Trái tim mình đã nó cô độc và ngồi lạnh rồi. Nó một thời gian rất là dài rồi. 9 năm một mối tình rất dài. Dạ đúng. Còn một cái nguyên nhân nào làm cho mối tình đó nó tan vỡ vậy em? Để mình rút ra kinh nghiệm, để mình biết, để mình có thể bổ sung trên... Công việc thì em quá ham công việc. À. Quá ham công việc. Em chưa có chú đáo trong cái tình cảm. Em chưa có làm hết được những điều mà bây giờ em nghĩ ra thì nó quá muộn rồi. Đó. Ok. Phụ nữ mà yêu một người mà người ta cứ suốt ngày công việc, người ta không có chăm sóc, người ta tập trung công việc hết thì đúng là đó cũng là một cái lỗi của người đàn ông, đúng không? À, đúng rồi. May mà em nhận ra điều đó. À. Để chi để mối tình sắp tới đây em sẽ khắc phục nó, chăm sóc hơn, chu đáo hơn, dành thời gian cho người yêu hơn. Đúng rồi. Rồi, rõ rồi. Mời bạn gái. Còn mình thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Mối tình gần đây nhất là kéo dài 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi. Cái việc mà tụi em chia tay là khác xa nhau về suy nghĩ về tương lai. Tụi em cũng đã định hướng là sẽ quen nhau đến thời điểm nào là có thể kết hôn. Nhưng mà bạn đó vẫn không sắp xếp được việc đó và cứ lận lựa hoài nên là em quyết định dừng lại. Nãy giờ thấy hai mối tình này đều đổ vỡ do thiếu sự chăm sóc và quan tâm thôi. Và hôm nay chúng ta có gặp nhau, nếu bấm nút với nhau, chúng ta phải bổ sung điều đó nhiều hơn nữa, chăm sóc và quan tâm với nhau. Chào em. Em chào chị ạ. Có căng thẳng không vậy? Cũng hơi căng thẳng một xíu nhưng mà tự tin vẫn nhiều hơn. Bây giờ cái người bạn gái mới của em á, thì em nghĩ là cái mẫu hình của bạn sẽ phải như thế nào nó mới phù hợp? Em cần một cái người, nếu mà ngoại hình em chỉ cần thể hiện sự phúc hậu, em cần sự chung thủy. Còn tình yêu thì em sẽ vun đắp, em cần sự chung thủy là quan trọng nhất. Em đã nói cho bà mối Hồng Vân biết rằng là dạ, em không thích điều gì ở phụ nữ. Em không thích người phụ nữ phản bội. Không ai thích hết, thậm chí phụ nữ cũng thế, không thích người đàn ông phản bội. Dạ em chào. Chào em gái xinh dạ, đẹp. Em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, nhờ chị Hồng Vân xem giùm em bên đó anh có bị hói không? À anh không hói. Dạ. Em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hô không chị? Hơi. À, anh không hô, em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hút thuốc không chị? Anh ơi, có hút thuốc không anh? Dạ, em không hút thuốc, không uống rượu. Không rượu, không thuốc. Em dạ. Yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có biết làm việc nhà phụ em có em, không? Em thì đa năng. Em trải qua nhiều công việc, nên những cái việc mà gia đình thì em đều làm được hết. Được hết. Dạ, vậy là được. Được. Thôi, okay rồi. Được rồi. Mày đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào mẹ. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Hồng Vân. Đó, dạ. Chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai. Tôi là mẹ của Vi. Vi thì cá tính là Vi đã nói ra rồi. Mẹ thấy bên chàng trai, anh trai này cũng được. Thì còn lại quyết định thì nơi con cho cơ hội cho anh trai. Dạ.
Cảm ơn mẹ. Rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Thì hôm nay là con đi với hai cô, là em ruột của ba con. À rồi. Và ba người em trai. Hay quá. Hai người anh trai với ba người bạn. Mời dạ, em chào trai. Trời ơi, lực lượng của bên đàn trai hùng hậu quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn đang coi trên truyền hình. Chào mọi người gái. Dạ, em là cô ruột của cháu Hóa. Thì Hóa ơi, cô thấy bạn gái này rất là xinh xắn, phúc hậu, hợp với con á. Đúng như ước nguyện của con rồi. Và cô thấy rất là hợp làm dâu nhà mình. Dạ. Rồi, em xin hết ạ. Cô hay quá cô ơi. Cảm ơn. Cô dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào. Mở rào. Coi có hỏi không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là món quà của anh. Dạ. 99 bông hồng. Trời ơi. Tượng trưng cho cái sự phấn khởi. 99 bông hồng. Bên tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Con cảm ơn cô ạ. Mở thử cái món quà đó, cô chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Con xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái ví. Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon lắm. Là cái người mà vun vén tất cả. Còn đây thân địch này thì tự như là nó sinh tử dây thắt, nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em. Em có, nhưng mà cái dây địch đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn, tặng như bạn. Của có một cái gì mà muốn giữ em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi cô ơi, cô thâm thúy quá à. Dây địch này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Hay là mình cứ bên trong hết yêu nhau đi anh. Hay trái tim anh muốn gì? Em rung quá. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình, em cũng đem tặng anh một cây xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi, nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của tụi mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Phải đi hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn. Nhạc buồn, em thích nhạc bero nên hát vũ đạn nào. Đấy đó, okay. Tao mới hát rồi đó, mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Đã hết. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh như thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Ấn tượng rất là tốt. Còn anh thấy em sao? Cái điều anh cần nhất, anh đã nhìn thấy trong em. Dạ, anh cần nhất là điều gì vậy anh? Anh chỉ cần cái sự, anh cảm nhận được cái sự phúc hậu. Dạ. Anh cần người phụ nữ, một gia đình, dạ, một người vợ và những tiếng trẻ thơ trong gia đình. Đó là ước nguyện của anh, của ba mẹ và mọi người thân trong gia đình anh. Dạ. Thì điều đó anh nhìn thấy mỗi sự phúc hậu là đủ quá đủ rồi. Dạ, em cũng hơi dữ nên là hay ăn hiếp bạn nam lắm. Điều đó thì rất là tốt, không có sao. Vì nhà anh thì ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Dạ. Mà anh cần một người phụ nữ bên cạnh, nó điểm tựa cho anh để làm những công việc lớn hơn trong ngoài xã hội. Dạ. Thì thứ là không sao, rất tốt. Dạ. Không có quan trọng điều đó. Giờ ăn hiếp được nữa, về ăn hiếp hoài là mệt lắm. Rồi hẹn hò sao đó? Dạ, đúng rồi, em thì ở Định Quán Đồng Nai. Anh thì ở đâu Đồng Nai vậy anh? Anh ở Long Thành Đồng Nai. Xuống em cũng không có gần lắm. Anh có ngại xa không? Anh không ngại xa, không ngại khó. Anh có thể, thời gian anh rất là ok. Dạ. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, thì là anh không ngại xa, anh cần lý do thì em cũng hy vọng em sẽ là cái lý do cho anh. Rồi. Vậy sau này nếu mà mình kết hôn với nhau á thì mình sẽ ở đâu và có phải ở chung với gia đình không? Về việc làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em không có được giỏi trong việc nội trợ gia đình, bởi vì phụ nữ hiện đại bây giờ đi làm suốt à, với em lại sống với mẹ nữa nên thường mẹ làm cho em rất là nhiều, em ít phải làm việc nhà lắm. Cái điều đó không quan trọng, anh có nhà riêng rồi, có đất riêng. Dạ. Và cũng có một số cơ sở riêng, nhưng mà anh muốn là cũng có thời gian để anh cũng qua lại, rồi em cũng có thời gian là phải ở mẹ, vì sau này mình cũng là người mẹ theo người mẹ, cũng để thấu hiểu được cái phần nào, thì ở chung với ở riêng không quan trọng.
Dạ, như bà, như em nghe anh nói thì là ba mẹ anh cũng lớn tuổi. Rồi. Nên là em cũng mong muốn là mình được ở chung để có thể tiện chăm sóc ba mẹ của anh là tốt hơn chứ. Dạ. Nghe câu này á, rất là hạnh phúc. Coi như hạnh phúc luôn. Rất là hạnh phúc khi được em nói những cái lời này. Tại cái mặt có phúc hậu mà. Có người phúc hậu là người ta nói là xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim hết. Nếu như mà chúng ta hợp lý thì khoảng bao lâu mình sẽ đến hôn nhân? Thì qua cảm nhận đầu tiên thì em muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Còn em gái? Em thì cũng không có vội lắm. Nếu muốn tìm hiểu cho mình hiểu được nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đã hợp nhau rồi á, thì khoảng thời gian nào đến hợp lý là đều được hết. Càng sớm càng tốt. Dạ. 26 rồi đúng không? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Nếu như các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, trái tim mình rung động, mình đừng ngần ngại, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian. Tôi nghe cạch cạch hai cái rồi đó. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Bây giờ có mẹ bạn gái đây xin phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa gì đó. Con chào mẹ. Con chào tất cả gia đình. Nếu có cơ hội mà tình yêu phát triển, con hứa sẽ là chăm sóc cho em cả cuộc đời. Con sẽ không buông tay. Từ lúc con thay đổi như thế nào, mẹ yên tâm, mọi người yên tâm. Hay lắm. Bạn gái, nói với cô với chị thì câu gì đi. Chào các cô, chào các anh. Dạ, thì hôm nay qua chương trình này cũng là một cái duyên để con gặp được anh. Thì hy vọng là sau này mình sẽ có duyên nhiều hơn để có thể được làm dâu hay làm vợ của anh ở nhà. Nghe sao nó ngọt quá nha. Thật sự nghe nó mát ruột, mát gan vậy đó. Bây giờ thôi bạn xin phép mẹ cho hôn, nụ hôn đầu tiên đi nào. Con xin phép mẹ, xin phép mọi người con được hôn đi. Bạn gái, bạn anh còn nhớ tên em không? Vi. Dạ. Dễ thương, bản lĩnh lắm trai. Được, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị Linh. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người. Con chào mẹ. Chào cô. Rất hạnh phúc và rất vui khi mà những cặp đôi họ đồng ý hẹn hò với nhau với sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng với khán giả truyền hình. Những điều đó nó tạo nên niềm tin chúng tôi cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa đem đến nhiều giá trị yêu thương lan tỏa trong tất cả mọi gia đình với nhau, đó là hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tuần sau.
điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi An? 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Đó, tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.